vì là họ mất công, họ đã set up một cái game từ 2022 đến 2024, tức là nó đâu đấy khoảng 5 rưỡi 2 năm đi, thì tại sao nó mới đấy? Thì mình xin thưa là các bạn như này này, các bạn không thể biết được rằng là gì, lái nó đang có vấn đề gì. CTG tay to nó gom mệt mài xong đấy lên mới được 30 40% đã phân phối. Thế thì thằng chết đầu tiên là lái. Cái này là cái tư duy nhá. Mình nói này, cái này là cái tư duy mà đối với mình là một tư duy sai lầm. Làm cái tư duy sai lầm. Đấy. Cái này chắc chắn là một tư duy sai lầm. Các bạn hình dung ấy là cái này không phải là mình nghĩ ra mà rất nhiều các cái nhà giao dịch hàng đầu thế giới hay là kể cả cái phương pháp quỹ ảo của mình nhá. Thì các bạn hình dung như thế này này. Các bạn không thể biết được, các bạn không thể biết được là lái họ đang có vấn đề gì, tạo lập họ đang có vấn đề gì. Đấy, thì cái tư duy ấy, cái tư duy mà ok, lái nó gom ở đây, đúng không? Đây là mình giả sử cái tư duy là gì? Lái nó gom ở đây. Đúng không? Trước đây mình cũng có cái tư duy như vậy. Đây, trước đây mình cũng có tư duy như vậy là ok, lái nó đã mất công nó gom ở đây. Đúng không? Lái nó gom ở đây. Thì tại sao nó mới đánh lên được một nhịp như này nó đã phân phối? Đúng không? Chắc chắn là như thế. Vì là họ mất công, họ đã set up một cái game từ 2022 đến 2024. Tức là nó đâu đấy khoảng 5 rưỡi 2 năm đi. Thì tại sao nó mới đánh? Thì mình xin thưa là các bạn như thế này này. Các bạn không thể biết được rằng là gì, lái nó đang có vấn đề gì. Bởi vì là gì? Lái có thể là đến cái khúc này nó hết tiền, nó không lái nó buông. Hai là gì? Có một cái đội khác nó nhảy vào nó mạnh hơn. Đúng không? Nó sẽ là gì? Nó sẽ bán ép xuống. Đúng không? Và nó chiến thắng cái đội tàu từ đây. Hai là gì? Nó có thể là gì? Nó có một cái vấn đề gì đấy, có thể liên quan đến câu chuyện là gì, về chính trị hay là về thị trường chung hay về một bất cứ biến cố nào đó mà nó thay đổi quan điểm là họ sẽ phân phối ở đây thay vì là cao hơn. Mình không thể biết được lái là vấn đề gì đâu, đúng không? Cái quan trọng là gì, những cái khu vực quan trọng nhạy cảm hỗ trợ, những cái nến bán, những cái cây vôn lớn nó đã thể hiện cái điều gì thì chúng ta hãy follow cho nó. Và đây cho các bạn một cái ví dụ điển hình, mình cũng có cái tư duy này. Bản chất là gì, các bạn biết là lái họ có ở đâu không? Đây, đây chính là cái khu vực, đây chính là cái khu vực mà chúng ta thấy là gì, tạo lập họ gom. Đây là vùng đi ngang thì chúng ta lấy cái giá trung bình là khu vực này đi, đúng không? Thế thì rõ ràng là với cái tư duy của bạn là gì, ok, thế lái nó mới đánh lên đến đây thì sao nó lại phân phối, đúng không? Thế bây giờ các bạn đo từ đây đến đây được bao nhiêu phần trăm? Được 20%, 25% đi, đúng không? Thế đánh từ đây gom mất công bao nhiêu lâu gom đây, đánh lên đây, nhưng mà rõ ràng nó là gãy đấy, đúng không? Các bạn lì, đúng không? Các bạn lì thì các bạn ôm từ đây lên đây đi, đúng không? Làm sao mà mình biết được là gì, lái nó đang có vấn đề gì ở đâu? Cái quan trọng nhất đấy là khi mà nó đã gãy và nó có những hiện tượng đó thì tốt nhất là mình nên để ý và mình nên quản trị rủi ro, chứ mình đừng có lấy cái lý do là gì, à lái nó mới gom ở đây nó mới đánh lên đây thì nó vô lý. Thế nó vô lý thế này, nó đang vô lý thế này, thế bạn lấy cái gì để bạn bào chữa? Bạn lấy cái gì để bạn giải thích cho cái khu này nó vậy, đúng không? Hay là bạn cứ cố gắng là bạn cương với thị trường để lúc đấy mình bị mất tiền, đúng không? Thì đấy là cái sự lựa chọn của bạn thôi. Còn đối với mình không thể biết được là gì, tạo lập hay lái nó đang có vấn đề gì. Cái quan trọng là mình phải bảo vệ cái đồng vốn của mình đã đó. Thế còn còn nói thật nhé, cái con CTG nó tăng 40%, nó 40% thì đầy đội nó đã cho buồn rồi. Nói thật đấy thế luôn, đúng không? Đây mình nói với bạn một cái cây như thế này. Các bạn có thể giải thích được cây này không? Đây. Để hôm trước lấy một cái ví dụ cho anh em học cái khóa Smart Trading. Đây. Đúng không? Bản chất là Omegon từ đây đến đây. Đúng không? Omegon kỳ cạnh từ đây VIX. Đúng không? Kỳ cạnh từ đây này, ví dụ vậy. Ông có đánh từ đây lên đây. Đúng không? Thế bản chất là bây giờ đây nó đã có phân phối chưa? À, phân phối ba cây đã phân phối. Đúng không? Mà bản chất là chúng ta thấy là vôn ở đây nó cũng không ít. Nhưng mà đây nó gãy một thủng này luôn. Thì bạn lấy cái lý do gì để bạn giải thích cho câu chuyện là nó mới đánh từ đây đến đây, nó còn chưa có một nhịp tái tích lũy nào, đúng không? Thường một cái sóng tăng thì có 4 đến 5 nền. Đúng không? Thường cái sóng tăng có từ 4 đến 5 nền. Nhưng mà đây nó còn chưa được một cái nền nào luôn. Đây cũng chả gọi là nền, đây là 3 phiên, 4 phiên đi ngang. Nó gãy luôn. Thì bản chất có thể giải thích cái này là gì? Là cái thằng tạo lập ấy, doanh nghiệp ấy là nó đang rất là thiếu tiền. Rất là thiếu tiền, cho nên là gì? Thiếu tiền ở cái mức đến cái mức là nó không cần thoái về giá cao nhé, nó chỉ cần thoái được thôi đã, để nó lấy tiền để nó làm phục vụ cái mục đích của nó. Thì chúng ta thấy rằng là gì, nó đánh từ đây đến đây là gần như không ai ăn được, nhưng cái câu chuyện đấy là nó phân phối theo chiều xuống, đúng không? Phân phối theo chiều xuống
Nó thấy là vôn, bạn chia hai nửa từ cái đáy bên này lên cái đỉnh đây, và từ cái đỉnh đây xuống lại cái đáy bên này, đúng không? Thì các bạn nhìn cái quả vôn này này so với quả cúi theo chiều xuống, và bản chất là media tung rất nhiều tin cho con này ở thời điểm này, đúng không? Thế thì nếu như mình lấy một cái lý luận đó là gì, cái nó mới đánh đến đây thì tại sao phân phối được? Nhưng mà đây là một dạng phân phối như vậy, thì mình lấy có thể mình lấy rất nhiều ví dụ chứng minh là cái lập luận của mình nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì cái này để chia sẻ để gì, để anh em khác đấy, là chúng ta đừng cố gắng là chúng ta bào chữa hay là chúng ta lấy lý do là một cái điều gì đó để bào chữa cho một cái nhịp giảm. Cái điều quan trọng là chúng ta phải lần theo dấu vết được là nó đang có hành động như thế nào, và những cái thời điểm nào là thời điểm confirm là cái lập luận đấy của mình nó là chính xác, thì lúc đó mình phải bảo vệ được cái đồng vốn của mình, chứ không phải là mình cứ cố gắng mình ngang cái thị trường, mình ngang với lại lại tạo lời, không có đâu, mấy ông ngang mấy ông mấy xanh cỏ hết rồi, đúng không ạ?